Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sách Người Bạn Của Tôi mùa 3 năm 2020 do tỉnh đoàn Tây Ninh thực hiện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Chào mừng Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020. Hôm nay chúng tôi sẽ được hân hạnh giới thiệu đến với toàn thể quý vị và các bạn quyển sách 100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên của tác giả Chu Truyền Lâm do Trần Giang Sơn dịch, được nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với vô vàn sự cố bất ngờ xảy ra. Các kết quả thống kê cho thấy, các sự cố an toàn là nguyên nhân hàng đầu khiến cho thanh thiếu niên bị thương, cũng là nhân tố đe dọa đến sức khỏe của thanh thiếu niên. Kỹ năng sống an toàn không phải khi sinh ra là đã có. Để đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên, chúng ta cần phải trang bị cho họ những kỹ năng thiết thực để khi đối mặt với nguy hiểm, họ có thể tự ứng phó. Sự lựa chọn tốt nhất là để thanh thiếu niên học và nắm vững những kiến thức nhất định để tự bảo vệ bản thân. Quyển sách 100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên bao gồm hơn 440 trang và được bố cục thành 9 phần, là tập hợp những kỹ năng an toàn trong cuộc sống, cụ thể như làm thế nào để sử dụng an toàn các thiết bị điện gia dụng, khi sang đường cần phải chú ý những gì, hay là khi đi dã ngoại nếu bị lạc đường thì chúng ta phải làm gì, những sai lầm trong thoát hiểm khi hỏa hoạn, vân vân. Quyển sách cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức rất đời thường nhưng rất cần thiết. Ví dụ như khi bị ong đốt thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ khá bối rối khi gặp phải tình huống như thế này. Và giải pháp tối ưu để xử lý tình huống đó là bạn phải giữ bình tĩnh, không hoảng hốt. Nếu ngòi ong cắm vào da thì trước hết phải nhổ ngòi ong ra khỏi da, sau đó rửa vết thương bằng xà bông, nước muối hoặc nước đường. Trường hợp có triệu chứng nặng thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Mách nhỏ các bạn biện pháp tránh bị ong đốt khi đi dã ngoại. Bạn không nên dùng những loại mỹ phẩm có mùi đậm như nước hoa, keo xịt tóc. Tốt nhất, bạn nên mặc quần áo sẫm màu, bởi quần áo sặc sỡ rất dễ gây sự chú ý cho các loài ong độc. Nếu chẳng may bị ong tấn công, thì tuyệt đối không chạy loạn xạ, mà ngay lập tức bạn nên ngồi xuống, dùng quần áo hoặc vật dụng mang theo để che mặt và những phần cơ thể lộ ra ngoài và kiên nhẫn chờ đàn ong ngừng tấn công rồi mới từ từ di chuyển. Nhớ rằng tuyệt đối bạn không được đánh trả, nếu không bạn sẽ bị tấn công dữ dội hơn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quyển sách 100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên được tác giả phân tích một cách rõ ràng, cụ thể những nguy hiểm mà lứa tuổi thanh thiếu niên gặp phải trong quá trình phát triển và đồng thời đưa ra những giải pháp để xử lý những vấn đề ấy một cách ngắn gọn, xúc tích và có thể áp dụng thành công vào thực tiễn cuộc sống. Và sau đây sẽ là câu hỏi mà ban tổ chức gửi đến cho toàn thể quý vị và các bạn trong số phát sóng lần này. Những điều cần chú ý khi kết bạn qua mạng thuộc phần mấy của quyển sách? A. Phần 1. An toàn khi ở nhà. B. Phần 3. An toàn khi ở trường học. C. Phần 4. An toàn ngoài xã hội. Và D. Phần 8. Vệ sinh an toàn trong ăn uống. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các số phát sóng lần sau.